hello chào mọi người ha thì mấy cái like gần đây em quay mấy cái trang này lên mấy anh chị mình xem thì nó cũng khá là nhiều mà do là nó bị chá cái màu á mấy anh chị cho nên là lên like mấy anh chị mình xem nó không có được rõ mấy cái màu hoa ha thì bây giờ em sẽ lên video quay lại cho mấy anh chị mình xem để anh chị mình muốn mua cái hàng nào đó anh chị mình muốn chốt cái loại nào đó thì anh chị mình có thể thông qua số điện thoại của em anh chị mình liên hệ để đến chị mình mua cây ha thì em quay ở ngoài đây vô cho anh chị mình xem thử mấy cái màu hoa ở ngoài nè nó rất là đẹp luôn mấy anh chị nhưng mà do để ở trong nhà cái hoa của nó bị chá màu anh chị mình xem nó không cỏ hoa bông nào bông nấy nó lớn nè anh chị đẹp tuyệt vời luôn ở đây nó có rất là nhiều quá anh chị nè, mì đỏ nè mì đỏ nè vàng dubai nè mấy anh chị mì đỏ nữa nè mấy anh chị phụng hoàng cam lên màu ha phụng hoàng kim đó để, để em quay sơ sơ qua cho mấy anh chị mình xem mình tham khảo thử nha và kèm theo đó thì bữa nay em về là có hàng ngũ sắc nha mấy anh chị đây là cây trang ngũ sắc nha mấy anh chị ơi đó ngũ sắc này là nó gồm có năm màu cho mấy anh chị mình ha ở đây gì mấy anh chị mình nuôi thêm từ từ nha chứ hiện tại bây giờ có những cây nó lên nụ chưa đủ mấy anh chị dụ như cây này em điếm sơ đi màu trắng nè màu hoàng nghệ là hai nè anh chị tím xe cái nào này không phải tím xe này hồng phấn hồng phấn là ba nè à, này là cam hương cam hương là bốn màu đỏ là năm nè còn cái phôi này thì màu gì em cũng không biết luôn tại nhiều cây quá không có đánh dấu bây giờ không có nhớ hết anh chị ơi cao từ cái mặt chậu này nó đi lên đó là nó cao là ba ghen tay của mình nha tính từ mặt chậu lên là ba ghen tay là nó được sáu tắc của mình không kể cái chậu cái chậu này nó rất là lớn chậu c 12 hai anh chị đây cái chậu c 12 hai anh chị mình thấy bề ngang của cái gan em mà không qua tới bên kia nữa mới nửa cái chậu thôi phân ở trong này nó rất là nhiều cho nên cây này nó rất là nặng phí ship nó cao thì cái cây ngũ sắc này á bên em bán á, là nó chỉ ba trăm rưỡi thôi ba trăm rưỡi bao ship cho mấy anh chị mình luôn ba năm mươi nhưng mà anh chị hàng ngũ sắc này bây giờ rất ít người làm nữa mấy anh chị ơi à, 350 ba năm mươi bao ship cho mấy anh chị mình luôn hiện tại thì lô này em đang có mười cây nha anh chị là muốn mua mấy cây đó mình cứ liên hệ em bữa nay em quay clip là ngày hai mươi tháng bảy thì nếu mà sau này anh chị mình xem được cái video của em mình muốn mua nữa thì mình cứ liên hệ lại nếu còn thì em sẽ báo cho anh chị mình ha rồi tiếp theo em quay cho mấy anh chị mình mấy cái loại khác nữa anh chị mình theo dõi thử nha à, bông trang đó anh chị bông trang thì bên em nó đồng giá hết trơn à là 85.000 cho một chậu hai chậu là 170.000 em bao ship cho mấy anh chị mình tới nhà luôn cái mẫu đầu tiên mà em đang quay cho mấy anh chị mình xem ở trên này là cây trang phụng hoàng cam đây phụng hoàng cam nhé mấy anh chị phụng hoàng cam này là 85.000 cho một chậu này mấy anh chị hai chậu là bao ship tới nhà phụng hoàng cam nha đó à, cây thì gửi đi thì nó đang có nụ lai gai nhé mấy anh chị đây đang lai gai mấy cái nụ nè anh chị mình thấy nè à. đang lai gai vài nụ ha à anh chị nào muốn mua thì mình cứ liên hệ qua số điện thoại của em để trên tiêu đề nhé anh chị ơi ở số điện thoại của em là 03 em xin lỗi 0939 746 143. rồi tiếp theo ở bên này là cái màu thứ hai loại này lá nhỏ nha mấy anh chị em quay lộn xộn nha để cho mấy anh chị mình chọn cây cho nó dễ ha để nhiều khi quay lá nhỏ hoài mấy anh chị mình thích chơi lá lớn mình để nó lâu em quay lộn xộn đi rồi ở đây là lá nhỏ màu vàng nghệ màu vàng nghệ hôm nay nó hết hàng lâu rồi bữa nay mới có hàng nè vàng nghệ lá nhỏ nha mấy anh chị ơi Uh, giá của nó là 85 000 chậu 2 chậu 17 hai chậu 170 bao ship và anh chị mình lấy từ 10 chậu trở lên thì em tặng cho anh chị mình thêm một chậu nữa nha anh chị mình lấy 10 10 chậu được tặng một chậu hết anh chị màu vàng nghệ nha màu này là màu vàng nghệ lá nhỏ vàng nghệ thì kèm theo đó bữa nay có hàng cam thái về luôn nha mấy anh chị đây là cam thái nè đó màu này là màu cam thái nè mấy anh chị ơi à, cam thái này thì cũng hàng đang nụ nha mấy anh chị cũng là 170 cho hai chậu nè 85 000 chậu chục chậu là có tám trăm rưỡi mấy anh chị ơi được bao xếp và được tặng chậu nữa mà anh chị tính ra được 11 chậu là có tám trăm rưỡi nha anh chị nào muốn mua thì anh chị mình cứ alo số điện thoại em nha và anh chị mình đó là mình mua trên la anh chị mình mua trên video này của em bây giờ đó mà anh chị là em có tặng kèm theo cái bịch phân này luôn phân này là phân tiêu xanh loại mà 30 10 10 chuyên dùng để tưới cho mấy cây kiển của mình nó xanh lá bung trò nha anh chị về không tưới hết bịch nha mình tưới khoảng cả 10 15 hạt cho một chậu này thôi đó ví dụ mà 10 chậu thì mình tưới hết bịch này còn một chậu không tưới hết bịch ha rồi màu này là màu cam cà gót hay còn gọi là cam thái nè qua mẫu hết anh chị tiếp theo ở bên đây phụng hoàng giang phụng hoàng giang đợt này còn mấy chậu nữa hết rồi mấy anh chị ơi phụng hoàng giang nha đây là màu hoa của nó là rất là tươi luôn anh chị cái dòng phụng hoàng giang thì cánh hoa của nó ở ngoài anh chị mình thấy nè nó có cái gì hơi màu đỏ đỏ một chút xíu đúng không phụng hoàng giang à, giá của cây phụng hoàng giang thì nó cũng là à, 85 lăm ngàn hai chậu là 170 trăm bảy ngàn bao ship à, tất cả cái dòng mông trang em gửi đi hiện tại thì nó đang có nụ lai ra nha chứ nó chưa có nở ra hết như này mà anh chị nở như này thì em quay cho anh chị mình xem để mình biết cái màu hoa sao để anh chị mình chốt cây cho nó dễ rồi tiếp theo một màu vàng nữa màu vàng này thì bữa nay mới có hàng lại màu vàng này là phụng hoàng kim đó anh chị đây là phụng hoàng kim ha à, phụng hoàng kim này thì giá nó cũng là 85 mươi cho một chậu hai chậu là 170 trăm bảy tao xếp cho mấy anh chị mình tới nhà luôn phụng hoàng kim nhé mấy anh chị ơi đó phụng hoàng kim nha phụng hoàng kim 85 mươi lăm cho một chậu luôn rồi à, tiếp theo em quay cho mấy anh chị mình xem thử ở bên đây luôn màu này là màu tím sen nè đây là màu tím sen đó anh chị tím sen tím sen lá nhỏ nha mấy anh chị dòng này là dòng tím sen lá nhỏ em ship đi thì tất cả cái cây á mấy anh chị là nó có nụ nha chứ nó chưa có nở nha mấy anh chị ở đây quay cho mấy anh chị xem nữa mình biết được cái màu hoa nó ra làm sao nè đây là màu hoa của cái tím sen mấy anh chị tím sen lá nhỏ đây màu hoa của nó đây tím sen lá nhỏ à, giá của nó là 85 mươi luôn hai chậu là 170 trăm bảy ngàn bao ship cho mấy anh chị mình tới nhà luôn nha tím sen lá nhỏ 85 mươi một chậu à, giá thì nó có thể là nó sẽ thay đổi theo từng thời điểm nha mấy anh chị ví dụ như đợt này cây giá nó dày đợt sau cây giá nó khác nữa có thể nó thay đổi nữa nó mắc nó rẻ tùy đợt mấy anh chị ơi rồi ở bên đây màu này là màu cam đài loan à, cam đài loan mấy bữa nay quay mẫu cây này mấy anh chị mình cũng biết nó rồi đúng không bữa nay quay nó nở lên luôn rồi nè mấy anh chị đây cam đài loan đang nở bông em ship đi là cây nó đang nụ chứ nó chưa nở như này nha mấy anh chị bông cam đài loan mấy anh chị mình thấy nè nó to chằng ngãn luôn rất là lớn đúng không à, cây đó, nó cao từ mặt chậu lên là nó được hai gan tay của mình rồi ở tự dưới này nè mấy anh chị tự dưới này mà nó lên tới trên đó là nó được hai gan tay của mình rồi nha ship đi là hàng nó có nụ chứ nó chưa nở nụ là cái này đây cái này là cái nụ nè mấy anh chị ở ship đi là hàng đang nụ như này là giá cũng là 170 ngàn cặp luôn là cam Đài Loan ha rồi tiếp tục ở bên đây là đỏ lá kim nè đỏ lá kim hay còn gọi là đó đỏ, đỏ lá hẹ cái dòng này là mấy anh chị mình sưu tầm chứ dòng này bây giờ là rất là ít người làm luôn rồi dòng bông trang này nó sắp đi vào là mắc luôn rồi đó mấy anh chị đó. đây là đỏ lá kim hay còn gọi là đỏ lá hẹ nha mấy anh chị ơi thì cũng là 170 ngàn một cặp luôn nha mấy anh chị nó mua gì sưu tầm giống ha rồi tiếp theo cái ông vàng mà vàng gực gỡ này luôn nè mà ổng muốn tàn rồi thì ở đây là cái vàng Dubai đây vàng Dubai cái hoa nó tươi vậy nè mấy anh chị cánh hoa của cái vàng Dubai nè đó anh chị mình tham khảo thử ha màu hoa nó rất là tươi luôn à, đây là màu vàng chanh nha mấy anh chị màu vàng chanh của cây vàng dubai em xếp đi là cái hẹn đang nụ chứ nó chưa nở nha cái này nó nở ra muốn tàn hết trơn rụng luôn nữa mấy anh chị vàng dubai này giá cũng là 85.000 một chậu hai chậu là 170 170 bảy mươi một trăm bảy mươi em bao xếp rồi tiếp theo bên đây là mỹ hồng đây là mỹ hồng nữa mấy anh chị à, mỹ hồng này thì em cũng gửi đi á mấy anh chị mình là hàng đang nụ quay cho anh chị mình xem là xem cái màu hoa nha đây là màu hoa của nó nè mỹ hồng lô này nụ nó cũng đều đẹp đó anh chị ơi giá cũng là 85 mươi để em quay ông mỹ hồng đang gửi đi cho anh chị mình xem đây mỹ hồng đang gửi đi nụ này mấy anh chị chứ không phải mà nó nở như cái ông ở bên đây nha ông bên đây là quay cho anh chị mình xem cái màu hoa em gửi đi là nó đang nụ như này nè đó mươi à, 85 ngàn luôn rồi tiếp tục ở bên đây bên đây cây này là cây mỹ đỏ mỹ đỏ mà anh chị mình thấy cái màu hoa quá ok luôn đúng không anh chị màu hoa của cây mỹ đỏ đây mỹ đỏ 85 mươi một cây luôn mấy anh chị xếp đi hàng nè Hiện này ship này đang nụ nè mấy chị. À, mỹ đỏ thì 85 000 cây, hai cây là bảy luôn. À, cứ chục cây mấy anh chị mình mua chục cây có gửi được tặng cây luôn nhưng mấy anh chị ơi, có tặng kèm phân nữa. À, anh chị nào muốn mua cái nào thì mình cứ alo số điện thoại của em để trên tiêu đề ha. Tiếp theo bên đây là phụng hoàng lửa nè anh chị. Đây phụng hoàng lửa nè. Đó, à, phụng hàng lửa. Phụng hoàng lửa là màu đỏ nha. Đây nè, có bông đỏ chót luôn nè. Tại vì cây này em để trong nhà nên là bị nhợt màu, màu lông nó đáng lẽ phải đỏ hơn cái này nữa nè, đỏ đậm như mỹ đỏ này nè anh chị. Phụng hàng lửa rồi phụ hoàng lửa này nó cũng là 85.000 một chậu luôn, hai chậu là 170.000. À, phụ hoàng lửa nó nhỏ con lùng lâu lớn nha mấy chị ơi. Nụ nó ửng lên nè, gần đỏ, gần nở hết trơn rồi đó. Phụ hoàng lửa. Và kèm theo đó cái mẫu cuối cùng ở bên em quay cho mấy anh chị mình xem á, cây này là cây vàng lá bơ. Đó, này là vàng lá bơ nữa mấy anh chị. Mỹ vàng lá bơ đó mấy anh chị, màu hoa rất là đẹp luôn, mỹ vàng lá bơ. 85.000 một chậu, hai chậu là 170.000 bao ship cho mấy anh chị mình tới nhà. Một chục chậu có 850 là được tặng chậu nữa anh chị nào muốn mua cái loại nào đó cứ alo số điện thoại của em ha anh chị. Ờ, cảm ơn anh chị mình đã theo dõi hết video của em. Chúc anh chị mình xem video vui vẻ. À, anh chị mình hiểu quý bấm đăng ký kênh ủng hộ em. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hẹn gặp lại anh chị mình trong những video tiếp theo của lần sau nha.